Thưa quý vị, người ta thường nói thầy cô là người cha người mẹ thứ hai, mà cha mẹ thì luôn yêu thương con cái. Tuy nhiên thật khó có thể tưởng tượng ra được lại có những người cô đối xử với học sinh một cách tàn nhẫn như những vụ việc dưới đây. Một cô giáo mầm non đã ba lần bỏ thuốc diệt chuột diệt kiến vào nước canh để đầu độc mấy trăm em học sinh. Một người thì ra tay đầu độc 25 em học sinh bằng cháo tẩm nitrit. Những giáo viên táng tận lương tâm này là ai? Họ sẽ phải nhận bản án như thế nào từ pháp luật? Do mâu thuẫn với hiệu trưởng mầm non Lĩnh Nam, Hoàng Mai Hà Nội, cô giáo Đỗ Thị Liên đã ba lần bỏ thuốc diệt chuột, diệt kiến vào nước canh để đầu độc 340 em học sinh. Tháng 4 năm 2001, Đỗ Thị Liên 27 tuổi, trú tại tổ 11, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai Hà Nội, được tuyển vào làm giáo viên tại trường mầm non bán công Lĩnh Nam. Ban đầu, cô được giao cho làm cán bộ kế toán, nhưng từ năm 2004, vì nhiều lý do nên cô Liên đã được cử làm giáo viên đứng lớp. Cô Liên không hài lòng với điều này. Do nghĩ, hiệu trưởng của trường là Trương Thị Loan, là người đã khiến cho mình bị điều chuyển khỏi công việc kế toán, nên Liên nhiều lần viết thư nạc danh và đơn thư cho bà Loan yêu cầu được chuyển về vị trí cũ. Nếu không, sẽ cho thuốc diệt chuột vào thức ăn để đầu độc các em học sinh. Sự việc dã man này đã được Liên thực hiện lần đầu vào ngày 13 tháng 6 năm 2005. Khi đó, cô Liên đang nghỉ sinh. Lấy lý do trở lại trường để xin đi làm vào tháng 7 Liên đã mang theo một lọ thuốc diệt kiến đi thẳng vào khu bếp của nhà trường. Quan sát thấy không có ai, Liên đã đổ một phần thuốc diệt kiến vào nồi canh rau đã nấu chín. Do lượng thuốc không đủ liều nên các em học sinh không bị ngộ độc. Không dừng âm mưu dã man đó, vào ngày 28 tháng 10 năm 2005, Liên đã mua lọ thuốc diệt chuột khoảng 2.000 đồng và mang đến trường. Vẫn với ý đồ là đầu độc các em học sinh, Liên đổ một nửa chai thuốc chuột vào rổ rau ngót đã rửa sạch, phần còn lại thì đổ xuống công nước. Đến trước bữa ăn, cô hiệu phó Hoàng Thị Thanh Bình đi kiểm tra bếp và phát hiện mùi lạ trong canh rau ngót nên đã yêu cầu không cho các cháu ăn món canh này. Tuy nhiên, trường chỉ cho thu lại món canh này để đổ đi mà không lưu mẫu hay báo cáo cơ quan công an. Sau hai lần âm mưu đầu độc các em học sinh không thành, ngày 27 tháng 2 năm 2006, Liên lại tiếp tục gửi một bức thư và một gói thuốc có nhãn hiệu Fokeba 20% cho bà Loan với nội dung nếu bà Loan không làm theo yêu cầu của Liên thì sẽ có một em học sinh bị uống thuốc chuột. Cô hiệu trưởng Trương Thị Loan và ban giám hiệu trường Mầm non Lĩnh Nam đã báo cáo sự việc này với công an và cơ quan điều tra. Sau đó cơ quan chức năng đã vào cuộc. Bức thư mà Liên viết được đem đi giám định và kết quả cho thấy Liên chính là thủ phạm của vụ việc này. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Liên, công an còn thu giữ được nhiều bằng chứng khác. Riêng gói thuốc mang nhãn hiệu phô kê bà 20%, kết quả giám định cho thấy đây là thuốc diệt chuột, gây độc cho người và động vật. Từ chứng cứ và tài liệu thu thập được, Liên đã bị Viện Kiểm sát Nhân dân quận Hoàng Mai truy tố với tội danh, đe dọa giết người và bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Nhưng tại thời điểm đó, Tòa án Nhân dân quận vẫn chưa đưa vụ án này ra xét xử. Vụ án này đã được các cơ quan bảo vệ pháp luật quận Hoàng Mai vào cuộc. Bước đầu khẳng định hành vi của cô giáo Liên là nguy hiểm cho xã hội, là phạm tội hình sự, cần phải bị xử lý nghiêm minh. Hành vi vi phạm của cô giáo Liên chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng là do nằm ngoài ý muốn chủ quan của cô Liên. Do được phát hiện và ngăn chặn kịp thời, nếu không, hành vi này sẽ gây ra hậu quả khó lường, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe và sinh mệnh của 340 em học sinh nhỏ tuổi. Trong chuyện này, cũng phải tính đến trách nhiệm của nhà trường. Hai lần đầu nhà trường đã biết có dấu hiệu phạm tội của cô Liên mà không có biện pháp ngăn chặn kịp thời, không báo cáo cho cơ quan công an. Căn cứ vào kết quả điều tra của công an quận Hoàng Mai chuyển sang, nhận thấy hành vi trên của bị can Đỗ Thị Liên là hết sức nguy hiểm, cáo trạng đã được chuyển sang, nhưng phía tòa lại cho rằng Liên có biểu hiện của bệnh tâm thần nên đã trả lại hồ sơ vụ án cho viện kiểm sát. Luật sư Nguyễn Thành Thắng thuộc văn phòng luật sư Tâm Đức, đoàn luật sư Hà Nội cho rằng nếu chỉ truy tố về tội đe dọa giết người là chưa đủ, vì ý chí lấy mạng người của Đỗ Thị Liên là không thể nào chối cãi. Nếu đã chứng minh hành vi này đã xảy ra thì rõ ràng không thể chỉ truy tố Đỗ Thị Liên về tội đe dọa lấy mạng người, mà phải truy tố thêm cả tội danh giết người với không hình phạt cho các tội danh này là 12 năm đến 20 năm, trung thân hoặc tử hình. Một giáo viên mẫu giáo khác ở tỉnh Hà Nam cũng đã bị tòa án kết án tử hình vì đầu độc 25 em học sinh bằng cháo tầm nitrit, trong đó có một em thiệt mạng. Trong phán quyết chính thức ngày 28 tháng 9, tòa án nhân dân thành phố Tiêu Tác ở tỉnh Hà Nam Trung Quốc đã mô tả động cơ của kẻ lấy mạng người Vương Vân là đê hèn và xấu xa. Những người tham dự phiên tòa bên dưới cũng không ngừng gào thét, cô ta nên bị trừng phạt nghiêm khắc theo quy định của pháp luật. Tại phiên tòa xét xử, một người phụ huynh đã thẳng thừng Tôi không cần cô ta bồi thường, tôi muốn cô ta đền mạng. Chỉ bấy nhiêu đó cũng đủ để cho thấy những vị phụ huynh có con là nạn nhân trong vụ ngộ độc vô cùng căm phẫn bức xúc trước sự tàn bạo độc ác của cô giáo này. Tòa án cáo buộc Vương Vân đã cãi nhau với một giáo viên khác tại trường mẫu giáo Tiêu Tác về cách quản lý học sinh. Sau đó, vào ngày 27 tháng 3 năm 2019, Vương Vân đã bỏ nitrit vào cháo do nhà trường cung cấp dành cho các học sinh của giáo viên có mâu thuẫn với mình. Được biết trước đó, Vương Vân đã mua nitrit trên mạng thực tuyến. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, nitrit là chất độc và có khả năng gây ung thư, được sử dụng trong phân bón, bảo quản thực phẩm, thậm chí là cả bom, đạn và chất nổ. Ở mức độ cao, nó có thể ngăn cơ thể con người hấp thụ oxy. Nồi cháo của Vương Vân đã khiến cho 21 cháu nhỏ bị ngộ độc nhẹ và ba cháu trong tình trạng nguy kịch. Sau khi ra viện, một cháu trai trong số học sinh này sức khỏe suy giảm liên tục mắc các bệnh biến chứng và thiệt mạng vào tháng 1 năm 2020. Bên cạnh đó, nhiều người không khỏi kinh hoàng khi biết, trong quá khứ, do cuộc sống vợ chồng không hạnh phúc, thường xuyên cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt, nên tối ngày 19 tháng 2 năm 2017, Vương Vân cũng đã từng lấy natri nitrit pha vào ly nước uống để hạ độc chồng. May mắn người chồng lúc đó chỉ bị tổn thương nhẹ. Vào thời điểm xảy ra vụ ngộ độc ở trường mẫu giáo năm 2019, một phụ huynh đã nói với báo chí rằng ông nhận được một cuộc gọi từ trường nói con ông đã bị nôn mửa và ngất xỉu. Khi đến nơi thì con ông đã bất tỉnh. Chất nôn dính khắp quần áo của chúng. Những học sinh khác cũng bị tình trạng tương tự và trong chúng thật xanh sao. Người cha họ ly trần tình. Tòa án tỉnh Hà Nam cho biết hành vi của Vương Vân là đề hèn và xấu xa và bản án tử hình là thích đáng bởi hệ lụy của sự việc là vô cùng nghiêm trọng. Tòa cho rằng người này biết Natri Nitrit có độc nhưng để trả thù Vân đã bất chấp dẫn đến sự cố mất an toàn sức khỏe cộng đồng, khiến cho cả xã hội lên án. Động cơ phạm tội của cô giáo mầm non là đê hèn thâm độc, thủ đoạn, hậu quả gây ra là vô cùng nghiêm trọng, khiến cho nhiều em học sinh vô tội phải nhập viện, cần bị trừng trị nghiêm khắc theo quy định của luật pháp. Bản án của Vương Vân được đưa ra trong bối cảnh có nhiều cáo buộc mới về việc dọa nạt các em nhỏ tại một trường mẫu giáo khác ở miền Bắc Trung Quốc. Theo Tần Hòa xã, có 8 phụ huynh đã tuyên bố đã tìm thấy những vết kim không rõ trên đầu và cơ thể của con mình sau khi các em đi học về từ một trường mẫu giáo thuộc khu tự trị nội mông. Khi được hỏi về các lỗ kim, các cháu nói với cha mẹ rằng chúng bị cô giáo dùng tăm và kim đỏ xiên vào cơ thể vì không ngoan trong lớp và yêu cầu không được nói với gia đình. Trước thông tin trên, thì cảnh sát quận Tân Thành cũng cho biết có 3 người phụ nữ đã bị tạm giữ vì bị tình nghi hành hung những em nhỏ mà họ chăm sóc, mặc dù vụ việc vẫn đang được điều tra. Trường mẫu giáo trên trong một tuyên bố cho biết đã xin lỗi các phụ huynh vì gây ra lo lắng cho họ, đồng thời hợp tác với cảnh sát để cung cấp các cảnh quay từ các camera an ninh liên quan. Vào tháng 11 năm 2017, một giáo viên mẫu giáo ở thành phố Bắc Kinh cũng đã bị kết án 18 tháng tù giam vì đã dùng kim xiên vào bốn học sinh trong lớp. Cảnh sát cho biết, người giáo viên họ lưu này đã sử dụng kim tiêm để giải dỗ các em học sinh của mình. Thưa quý vị, thật quả là kinh khủng khi những tội ác trên lại xuất phát từ chính những nơi ươm mầm học thức, nuôi dưỡng trí tuệ đạo đức làm người. Thưa hỏi, nếu những người giáo viên như thế này vẫn còn ngang nhiên hoạt động trong ngành giáo dục thì hậu quả có lẽ sẽ vô cùng khủng khiếp cho tương lai. Tuy nhiên vẫn còn rất nhiều những người thầy người cô đang ngày đêm miệt mài với con thuyền tri thức, trở kiến thức và trao yêu thương cho biết bao thế hệ học trò. Vì vậy cũng đừng vì những con sâu làm dầu nổi canh mà chúng ta phủ nhận đi những hình ảnh tốt đẹp đó. Chương trình ngày hôm nay của chúng tôi xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.